Dạ thưa bác, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy: người chửi Đức Phật tội không nặng bằng kinh chê hay phá kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức pháp môn Thiền Tông. Sao có chuyện lạ như vậy thưa bác? Bây giờ cái tội nặng tội nhẹ thì con phải phân định cái này nè. Một vị toàn năng toàn giác mà mình chửi người ta, thế giới này nặng nhất thì nhân quả nặng nhất là xuống hầm 18 đó, địa ngục thứ 18 đó. Thế giới vật lý nó vậy. Còn mà khinh chê Diệu Pháp Liên Hoa là mình xóa cái này, nó không có nằm ở trong cái này, là trong thế giới nổi của nhân quả, mà nó nằm ở thế giới chìm của nhân quả. Ra đâu? Nó nằm ở trong cái lòng đất đó. Nó qua cái 18, qua hầm 19, nó lọt ở trong đó. Nặng hơn. Cái 10, xuống 18 hầm địa ngục thì còn 18.000 năm, 18.000 năm còn trở lại. Còn xuống cái kia hầm 19, tới đất bể con mới ra là còn thời gian bao nhiêu. Thế đất mới hình thành 3 năm thì con phải ở 7 tỷ năm. Mới 3 tỷ năm thì con ở 7 tỷ. À, mà 5 tỷ năm thì con ở 5 tỷ. Con số không thể tính nổi đâu. Vì thế mà ông Phật khuyên chửi ổng không sao. Chửi ổng còn 18 tầng địa ngục thì cũng 18.000 năm lên. Còn mà khinh chê cái này nó xuống cái kia kìa. Nó phải rèo trên đất. Thấy không? Ông Phật ông thương mình, ông nói vậy thôi. Chứ đâu phải mà ông nói là ông ghét mình đâu. Chính ông nói cái này, một vị toàn năng toàn giác mà chửi thì khéo xuống tới 18 tầng thôi. Còn khinh chê một cái công thức trở về Phật giới thì sao? Trả nhân quả khủng khiếp lắm. Nó vô cái quả ngục sống đó. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là hầm lửa lớn. Là niệm nó kế cái ruột của trái đất đó. Thấy không? Ruột trái đất nó bao nhiêu độ con biết không? Ruột trái đất á, ở trong cái ruột trái đất nó có một cái mão nhiệt đá, mão nhiệt vương. Mà khi hydro á, nó cháy cái này, nó bám rồi nó cháy. Cái lửa trắng á, thì nó là 1.500 độ. Còn lửa xanh là 3.000 độ. Mà nếu nó bám vô đá mão nhiệt vương thì nó lên gấp 1.000 lần. Có nghĩa là trong cái ruột trái đất nó là 1.500.000 độ. Khủng khiếp vậy chứ không phải nhỏ đâu. Mà còn ở gần người đó là thầy đạo. Mình ở đây mặt trời tới chiếu xuống mà đi ngoài nắng còn chịu không nổi. Mình nó ở kia sao? Nhưng mà trung bản thân nó mới chịu nổi. Tứ đại hoàn toàn không chịu nổi. Đó, vì thế ông Phật mới nói là đừng có khinh chê cái này. Tu không tu thì thôi, đừng có khinh chê. Nó quăng cho ông cái hộp sòn mà không chịu lấy thôi. Đừng có ấy. Bỏ rồi cái ngàn đời không có lấy lại được. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi.